Em xin chào tất cả mọi người, đây là mẫu bóng phát sáng cầm tay cho bé nhé. Một là mọi người có thể ấn thẳng trực tiếp đây, ấn chặt như này để mọi người bơm này. Rồi em làm cho mọi người xem nhé. Bởi vì có rất là nhiều cách bơm khác nhau. Và mọi người khi bơm như này của nhé, xong mọi người ấn chặt nó xuống để khi lực nó căng nó tự đặt lên. Đấy, mọi người ấn đúng cái nút của nó xong là mọi người ấn căng vào. Đấy, xong là mọi người bơm rất là căng này. Đấy, như thế này thì mọi người đã bán được rồi. Đấy là em đang ví dụ cho mọi người nhé. Đấy, vụ như này thôi là cũng là ok rồi đúng không? Thì ở cái đầu vòi của nó này có cái nào em tận dụng như vậy, mọi người sắm cho mọi người rút cái dây ra nhé. Cách này thì dễ hơn và mọi khi em hay bơm kiểu này, lấy cái đầu này sao mọi người cắm trực tiếp nó vào đầu cái đầu này nhé. Đấy, mọi người dúi thẳng vào như thế này. Đấy, không biết là mọi người nhìn vào được không ạ? Đấy, xong là mọi người bơm lên rất là nhanh luôn. Và có cái đầu nhọn ấy thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Đấy, như này nó rất là dễ luôn. À, như này khi là cảm thấy mọi người thấy căng rồi là mọi người rút ra, xong là mọi người khi mọi người rút ra thì mọi người dùng cái này để đút tay vào luôn đó, như này này, xong là mọi người ấn chặt cái đầu này xuống này sẽ ok nhá. Đó, thấy chưa mọi người, thấy chưa, như này là ok rồi này. Đấy, cầm tay ở đây là quá tuyệt vời luôn.